Không giống như tiểu thừa. Tiểu thừa thì nhất định phải phá được ngã chấp của chính mình. Thật không dễ dàng, vô cùng khó khăn. Phương pháp của đại thừa thì rất là xảo diệu, đem ý niệm chuyển trở lại, thay đổi ý niệm. Lúc mê thì niệm niệm nghĩ cho chính mình, sau khi giác ngộ rồi thì niệm niệm điều gì chúng sanh. Còn chính mình thì không có thân, cũng không có mạng. Thân đó là ai? Thân là hết thảy chúng sanh, mạng cũng là hết thảy chúng sanh. Chỉ có ý niệm này thôi, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Trong khi phục vụ, điều quan trọng nhất đó là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Chúng ta nhìn thấy trên kinh Bát Nhã, thật ra kinh Đại Thừa nào cũng vậy, không có ngoại lệ. Chẳng qua là trên kinh Bát Nhã giảng rất là rõ ràng. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, bạn nhìn thấy trong cuộc sống của Ngài, từng ly từng tí, đều là giúp đỡ hết thảy chúng sanh giác ngộ. Từ việc mặc áo, ăn cơm, mọi người đều rất quen thuộc kinh Kim Cang. Phật mỗi ngày đắp y trì bát, đi vào thành xá vệ khất thực. Đây là gì vậy? Đây là Phật pháp viên mãn rốt ráo. Phàm phu chúng ta tâm ý qua loa nên nhìn không ra. Tôn giả Tu Bồ Đề nhìn ra được rồi. Ngài hiểu rõ ba đời mười phương chư Phật vì chúng sanh nói vô lượng Phật pháp, đều thể hiện rõ trong việc mặc áo ăn cơm, vô cùng viên mãn. Đương nhiên, chỉ có người nhìn thấy được mới biết học, người đó mới học được. Chúng ta muốn học nhưng lại không nhìn ra được thì đi đâu để học đây? Vì chúng ta cần phải hỏi Tôn giả Tu Bồ Đề rốt cuộc Ngài đã nhìn thấy được điều gì? Điều mà Tôn giả Tu Bồ Đề nhìn thấy được chính là vô trụ sanh tâm. Cho nên Ngài không ngừng tán thán: Thế Tôn thật là hiếm có. Sanh tâm chính là cuộc sống thường ngày, giống như mọi người chúng ta vậy, không có gì khác. Chúng sanh khởi tâm đều có chỗ trụ. Trụ vào cái gì? Trụ vào vọng tưởng, trụ vào phân biệt, trụ vào chấp trước, mà còn trụ rất chắc nữa. Thích Ca Mâu Ni Phật biểu hiện cho chúng ta thấy sự vô trụ của Ngài. Điều này thật hiếm có. Chúng ta từ đây mà thể hội thì sẽ học được. Chúng ta sẽ biết nên sống cuộc sống như thế nào, nên làm người như thế nào. Đây là đại viên mãn, đại tự tại, hạnh phúc chân thật.
không có trí huệ viên mãn thì bạn không thể phân biệt được đúng sai, lợi hại. Khi bạn là người chấp pháp thì sẽ thưởng phạt không công bằng, sẽ tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Sau khi hiểu rõ rồi, bất luận công tác tại vị trí nào thì cũng là hành Bồ Tát đạo, đều là tu tích vô lượng vô biên công đức. Tôn giả Tu Bồ Đề sau khi nhìn thấy cũng sẽ khen ngợi là việc hiếm có. Ở chỗ này nói về những người làm quan, đây là nhị quan hiếm có, không khác gì vị Đức Thế Tôn. Điều này chúng ta phải thể hội, phải học tập. Các vị đồng tu xin chào mọi người. Mời mọi người xem đoạn thứ 50 trong sách Cảm Ứng Thiên. Giết người đoạt của, dùng mưu mô hại người mất chức rồi thừa cơ chiếm địa vị, đây là điều ác thứ 6 của người làm quan. Phần chú giải của Cảm Ứng Thiên nói rất nhiều, nêu lên rất nhiều câu chuyện về nhân quả báo ứng. Thật sự mà nói, những thí dụ này nhiều vô số kể, rất là nhiều. Chỉ vì người thông thường chúng ta tâm ý qua loa, nếu như chúng ta lưu tâm để ý một chút thì có thể nhìn thấy những hiện tượng nhân quả báo ứng này đều diễn ra xung quanh chúng ta. Trong sách đều viết về những chuyện xảy ra vào thời xưa, còn thứ mà chúng ta ngày nay tiếp xúc là những việc xảy ra ngay trước mắt. Chúng ta cần phải biết. Pháp luật không phải tận thiện tận mỹ, cho nên luật pháp còn có kẽ hở. Người thông minh thì luồn lách kẽ hở của pháp luật để làm việc phạm pháp. Việc làm này người thế gian cho là thông minh, trong Phật pháp thì thấy những người này là người ngu si nhất.